Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 263. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 529. Sớ: Chư Phật cáo ngữ chúng sanh, cổ hữu nhị thuyết, nhất vị chuyển dẫn, nhất vị đồng thời, kim kim dụng chi. Sớ: Chư Phật nói với chúng sanh, cổ nhân có hai cách nói, một là chuyển dẫn, một thuyết khác là đồng thời, nay dùng cả hai thuyết ấy. Mười phương chư Phật bảo đại chúng, nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chúng sanh các ngươi hãy nên tin kinh, ca ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Đối với lời này, từ xưa tới nay có hai cách nói. Một là chuyển dẫn, tức kể lại, nhắc lại. Loại kia là đồng thời, tức nói cùng một lúc. Sao? Chuyển dẫn giả, từ ân vị lục phương chư Phật, cáo bổn quốc trung chi ngữ, Thích Ca chuyển dẫn dị chứng kỷ ngôn, Linh Chi vị thị Thích Ca thuyết thử kinh thời, lục phương chư Phật đồng thời tán thán. Sao? Chuyển dẫn, Ngài từ ân nói sáu phương chư Phật nói lời ấy trong cõi mình. Đức Phật Thích Ca kể lại lời ấy để chứng minh cho lời nói của chính mình. Đồng thời là như Ngài Linh Chi bảo, khi Phật Thích Ca nói kinh này, sáu phương chư Phật đồng thời tán thán. Cổ đức có hai cách nói như vậy, hai cách ấy đều hợp lẽ, lại cũng là sự thật. Từ ân đại sư là Ngài Khuy Cơ. Khuy Cơ đại sư nói như vậy trong Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, đó là tác phẩm chú giải Kinh Di Đà của Khuy Cơ đại sư. Ngài nói, hết thảy chư Phật trong sáu phương giống như Thích Ca Mâu Ni Phật đối trước chúng ta, vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, giới thiệu A-di-đà Phật. Nói cách khác, hết thảy chư Phật giảng Tịnh Độ Tam Kinh trong cõi nước của chính các ngài, cũng giảng Tịnh Độ Tam Kinh cho nhân dân của chính mình. Đương nhiên, ý nghĩa này của Ngài Từ Ân xác thực là sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật trích dẫn những lời tán thán tịnh độ của chư Phật khi giảng ba kinh cho đại chúng. Trích dẫn những lời lẽ ấy để chứng minh lời Ngài nói giống hệt như chư Phật Như Lai, chẳng khác gì nhau. Linh Chi đại sư nói cách khác, nhưng cũng có lý. Ngài nói khi Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh này, cũng có nghĩa là khi Đức Phật giảng ba kinh tịnh độ, hết thảy chư Phật trong sáu phương chẳng có vị Phật nào không tán thán, đây cũng là sự thật. Nói cách khác, khi Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh này, hết thảy chư Phật đều tán thán.
Khi chư Phật giảng kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng tán thán giống hệt. Nhất định là chư Phật tán thán lẫn nhau, hai ý nghĩa đều là thật. Vì thế, Liên Trì Đại Sư sử dụng cả hai ý nghĩa. Sao? Kim kim dụng giả, dĩ tử quảng đại tối yếu pháp môn. Sao? Nay sử dụng cả hai ý nghĩa ấy là vì pháp môn rộng lớn, trọng yếu nhất này. Quảng đại tối yếu pháp môn, câu này rất quan trọng. Nói thật ra, chẳng phải là triệt để hiểu rõ chân tướng sự thật, sẽ không thể thốt lên hai câu này. Pháp môn tịnh độ là pháp môn quảng đại tối yếu, tức là pháp môn quan trọng nhất, là pháp môn tinh túy nhất. Sao? Chư Phật bình thời tất sở thường tán. Sao? Ắt luôn được chư Phật thường xuyên tán thán. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật suốt một đời thuyết pháp cả 49 năm. Giảng kinh hơn 300 hội, gần như trong mỗi hội đều nhắc tới sự thù thắng của Tịnh Tông. Cuối kinh Hoa Nghiêm, 10 đại nguyện phương dẫn về cực lạc. Trong phẩm Dược Vương của kinh Pháp Hoa cũng khuyên người ta vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương của kinh Lăng Nghiêm này đã được xếp vào Tịnh Độ Ngũ Kinh. Các vị đại đức của Tịnh Độ Tông Nhật Bản đã tra duyệt Đại Tạng Kinh, thấy pháp môn tịnh độ được Đức Phật nói rõ rệt, nói khẩn thiết trong hơn 200 bộ kinh điển, gần đến 300 bộ. Điều này chứng tỏ Thích Ca Mâu Ni Phật thường giảng pháp môn quảng đại tối yếu này. Vì thế, Cổ Đức nói, ngàn kinh vạn luận, nơi nào cũng chỉ quy, là có lý, bởi lẽ Đức Phật và Chư Tổ thường nhắc đến pháp môn này. Sao? Nhi Chánh Đương Thích Ca Thuyết Thử Kinh Thời, Thập Phương Chư Phật Tề Tán, Diệt Phục Hà Ngại. Sao? Nhưng ngay trong lúc Phật Thích Ca nói kinh này, mười phương chư Phật đều cùng tán thán, há cũng có trở ngại gì ư? Chẳng có chướng ngại. Sao? Dị hiển thử kinh, nải phổ nhãn pháp môn, biến hồ pháp giới, nhất thuyết, nhất thiết thuyết giả. Sao? Hiển lộ trọn vẹn kinh này, chính là pháp môn phổ nhãn trọn khắp pháp giới. Một vị nói, chính là hết thảy các vị đều nói vậy. Pháp môn phổ nhãn là gì? Diễn, phổ nhãn hữu nhị, nhất đại trí phổ nhãn, phổ chiếu pháp giới, nhị đại bi phổ nhãn, phổ chiếu chúng sanh, kim tuy kim nhị giả, ý trọng đại bi. Diễn, phổ nhãn có hai thứ, một là đại trí phổ nhãn chiếu khắp pháp giới, hai là đại bi phổ nhãn chiếu khắp chúng sanh. Này tuy có cả hai thứ, nhưng thiên trọng ý nghĩa đại bi. Hai ý nghĩa ấy đều có, nhưng thiên về đại bi. Diễn, chúng sanh biến pháp giới, tắc đại bi biến pháp giới. Đại bi biến pháp giới, tắc thử pháp môn diệt biến pháp giới. Diễn, chúng sanh trọn khắp pháp giới, tức là đại bi trọn khắp pháp giới. Đại bi trọn khắp pháp giới, chính là pháp môn này cũng trọn khắp pháp giới. Đây là ý nghĩa phổ nhãn trọn khắp pháp giới. Diễn, nhất thuyết, nhất thiết thuyết giả. Diễn, một vị nói là hết thảy các vị đều nói. Một vị Phật nói, hết thảy chư Phật đều nói. Thật sự hiển thị pháp môn này là pháp môn tinh yếu để thành Phật. Sớ, xứng lý, tắc tự tánh bất biến, thị thành thật nghĩa, tự tánh bất ly, thì hộ niệm nghĩa. Sớ, xứng lý, thì tự tánh bất biến là ý nghĩa thành thật, tự tánh chẳng lìa là ý nghĩa hộ niệm. Đoạn này là nói xứng tánh. Sao? Thuần chân tuyệt vọng, vạn kiếp như nhiên, ngôn thành thật giả, thục quá ư thị. Sao? Thuần chân dứt vọng, muôn kiếp đều là như vậy. Nói đến thành thật thì không chi hơn điều này được. Kinh nói, thuyết thành thật ngôn, chẳng có gì thành thật hơn điều này. Thành thật đến tột bậc, vì thế bảo là thuần chân tuyệt vọng. Đức Phật nói hết thảy các kinh khác
có phải cũng là nói lời thành thật hay không? So với kinh này có sai biệt hay chăng? Xác thực là có sai biệt. Nếu bộ kinh này, pháp môn này chẳng dẫn về cực lạc ngay trong một đời này, thì tuy là lời thành thật, vẫn là chẳng đạt đến tột bậc, vẫn còn khiếm khuyết một tí. Cổ đức nói: Kinh Hoa Nghiêm nếu chẳng có quyển cuối cùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc, thì Hoa Nghiêm sẽ chẳng viên mãn. So với kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, xác thực là sẽ thua súc rất nhiều. Do cuối kinh Hoa Nghiêm có 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc, kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn bằng vai phải lứa với kinh Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, cũng là thuần chân đến mức tột cùng. Chư vị hiểu rõ đạo lý này, dùng tiêu chuẩn này để quan sát hết thảy kinh luận Đại Thừa, mới hiểu rõ thế nào là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa như Đức Phật đã nói. Pháp môn nào là liễu nghĩa rốt ráo? Trong một đời này, vãng sanh bất thoái thành Phật, đó gọi là liễu nghĩa rốt ráo. Nếu chẳng đạt được mục tiêu ấy, sẽ chẳng thể coi là liễu nghĩa rốt ráo. Vì thế, mấy câu này cũng là nói đến tột bậc vậy. Sao? Tức kim nhất thị, nhất thính, nhất ngôn, nhất động, mạc bất giữ câu. Sao? Tức là nay một cái nhìn, một cái nghe, một lời nói, một hành động, không gì chẳng tương ứng. Mấy câu này hết sức gần gũi với những điều thường được nói trong Thiền Tông. Vì thế, trong Kinh Đại Tập, Đức Phật đã dạy: Niệm Phật tức là vô thượng thậm thân thiền. Lời ấy là thật. Từ mấy câu này của Liên Trì Đại Sư, chúng ta có thể cảm nghiệm Kinh Đại Tập nói có lý. Sao? Cắn cổ, cắn kim, thường hộ, thường niệm, hành, trụ, tọa, ngọa, bất ly, giá cá, hà đắc thành ngôn bất tính, hồ ngã thiên vi, khả vị tự cuốn, tự khi, tự đào, tự thể. Diễn, thuần chân tuyệt vọng tứ cú, vị chân như bổn vô vọng nhiễm, thử chân thành thật giả, ngoại giáo dĩ lục thức bất khởi hư ngụy, nhất vị chuyên thành, tiện vi thành thật giả, phi giả dĩ thử thức nhân trần nhi hữu, ly trần tắc vô, toàn thể thị vọng cố, nhất thị, nhất thính, đẳng giả, cổ vân, nhật dụng sự vô biệt, duy ngô tự ngẫu hài, đầu đầu phi thủ xã, xứ xứ vật trương quai, châu tử thùy vi hiệu, khâu sơn tuyệt điểm ai, trước y tịnh khiết phạn, vận thủy cập ban xài, thị giả hữu thị thính ngôn, động mạc bất giữ câu giả, sở vị ngô nhân thực tức khởi cư, vô bất thừa tha ân lực giả, cắn cổ cắn kim, thường hộ thường niệm giả, sở vị chân như nội quân vô khửu gián đoạn giả, hành trụ tọa ngọa bất ly giá cá giả, sở vị dạ dạ bảo Phật niên, triêu triêu hoàng cộng khởi giả, thượng ước tự tánh xuất triền thuyết bất ly, thử ước tự tánh tại triền thuyết bất ly giả. Dịch nghĩa: Sao? Suốt xưa trọn nay, thường hộ trì thường niệm, đi đứng nằm ngồi chẳng lìa điều này, há nên chẳng tin lời thành thật, khăng khăng trái nghịch sự hộ niệm của Phật đối với ta, đáng gọi là tự lừa, tự dối, tự trốn, tự bỏ đi. Diễn: Bốn câu thuần chân tuyệt vọng là nói chân như bổn tánh chẳng có vọng nhiễm, đấy chính là thành thực chân thật. Ngoại giáo cho rằng sáu thức chẳng khởi hư ngụy, một mực chuyên thành, đó chính là thành thật, chẳng đúng. Bởi lẽ thức ấy do trần mà có, lìa khỏi trần bèn chẳng có, cho nên toàn thể là vọng. Một cái nhìn, một cái nghe. Cổ nhân nói: Chuyện thường ngày chẳng khác, riêng ta tự hòa hài. Mọi chuyện đừng lấy bỏ, trốn trốn chớ dị kỳ, son tía ai đặc hiệu, núi gò chẳng mảy trần, mặc áo và ăn uống, gánh nước và dẻ củi, chính là nói về ý này. Lại thấy nghe nói năng cử động không gì chẳng tương ứng, là như đã nói, chúng ta ăn uống nghỉ ngơi hành động không gì chẳng nhờ vào ân lực của nó,
tức chân như bản tánh. Suốt xưa trọn nay thường hộ trì, thường niệm, có nghĩa là chân như quân tập bên trong chẳng hề gián đoạn. Đi, đứng, ngồi, nằm chẳng địa điều này, là như nói đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng nhau thức. Trong phần trước, dựa theo tự tánh thoát khỏi triền Phật mà nói chẳng lìa. Ở đây, dựa trên tự tánh ở trong triền Phật mà nói chẳng lìa vậy. Bảy câu cuối này là lời cảm thán vô hạn của Liên Trì Đại Sư đối với người học Phật. Đúng là cảm thán vô hạn. Học Phật mà chẳng chịu học pháp môn này, thật đáng tiếc. Đúng là ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Cắn cổ cắn kim, tức suốt xưa trọn nay, từ xưa cho đến nay chưa hề gián đoạn. Thường hộ, hộ là bảo vệ. Thường niệm, niệm là nghĩ tới, tức là chư Phật Như Lai đối với hết thảy chúng sanh chưa hề gián đoạn. Hành trụ tọa ngọa bất đi giá cá, nghĩa là đi đứng nằm ngồi chẳng lìa điều này, đấy là sự thật. Hà đắc thành ngôn bất tính, há nên chẳng tin lời thành thật. Lời lẽ của chư Phật Như Lai chí thành như vậy, chân thành đến tột cùng như vậy, vì sao chúng ta vẫn chẳng tin tưởng? Phật hộ niệm chúng ta khăng khăng chống trái Ngài, khăng khăng chẳng chịu tiếp nhận. Nói theo tánh thì điều này hết sức chánh xác. Chúng ta niệm Phật, Phật hộ niệm, chúng ta chẳng niệm Phật, Phật vẫn hộ niệm. Phật trước nay chưa hề phân biệt, chẳng chấp trước, bình đẳng hộ niệm. Tự khi tự cuốn, tự đào, tự thệ, tức tự dối, tự lừa, tự trốn, tự bỏ đi, khăng khăng chẳng chịu tiếp nhận, khăng khăng cứ gặp Phật bèn bài xích Ngài, sai lầm to lớn. Người giống như vậy, chẳng cần nói là những kẻ bình phàm chẳng tin Phật, ngay cả những người niệm Phật. Kẻ có thái độ như thế vẫn là chiếm đại đa số. Nếu họ thật sự tin tưởng, ai nấy đều vãng sanh cả rồi. Cổ nhân nói, vạn người tu, vạn người đến. Nay vì sao trong vạn người tu, chỉ có một hai người vãng sanh? Do vậy có thể biết, đại đa số phạm phải khuyết điểm này, tức là chẳng thể thật sự tin tưởng, vẫn trái nghịch lời khuyên bảo chân thật của Đức Phật. Chúng tôi giới thiệu phương Đông tới đây, lại xem tiếp phần sau là phương Nam. Kinh Xá Lợi Phất, Nam Phương Thế Giới, Hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diện Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Kinh Xá Lợi Phất, Thế Giới Phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diện Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, các vị Phật nhiều như số cát sông Hằng vậy. Trước hết, nêu lên danh hiệu của các vị Phật ở phương Nam. Phương Nam cũng có vô lượng vô biên thế giới, đương nhiên cũng là vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Đức Thế Tôn cũng nêu đại lược năm vị Phật. Trong ngũ hành thì phương Nam thuộc hỏa, tướng của hỏa là quang minh. Vì thế, phương Nam biểu thị trí huệ. Thiện tài đồng tử tham học, các vị thiện tri thức chỉ dạy Ngài phương hướng, để đến tham phỏng vị thiện tri thức kế tiếp, đều là đến phương Nam. Thiện tri thức đều ở tại phương Nam, chẳng lẽ phương Đông, phương Tây, phương Bắc đều chẳng có thiện tri thức hay sao? Thật ra, phương nào cũng đều có, nhưng thiện tri thức trụ tại phương nào cũng đều nói nơi ấy là phương Nam. Phương Nam ở đây chẳng phải là phương Nam trong phương hướng, mà là phương Nam trong sự biểu thị pháp. Phương Nam tượng trưng trí huệ quang minh. Hệ có thiện tri thức trụ tại ở phương nào, thì phương ấy là phương hướng quang minh, là nơi trí huệ, là nơi quang minh, biểu thị ý nghĩa này. Cho nên gọi nơi thiện tri thức trụ là phương Nam. Trong đoạn này, Phật hiệu của năm vị Phật sung mãn quang minh. Nhật Nguyệt Đăng là quang minh, Danh Văn Quang, Đại Diện Kiên, Diệm là ngọn lửa, thể đều biểu thị ý nghĩa quang minh. Có người nói kẻ niệm Phật là tiểu thừa, là kẻ chỉ lo tự giải thoát cho riêng mình, là phường trốn tránh hiện thực. Tựa đề kinh Vô Lượng Thọ
mở đầu bằng hai chữ Đại Thừa, chẳng phải là Tiểu Thừa. Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Thừa. Kinh A Di Đà đương nhiên là Đại Thừa, vì hai kinh cùng là một bản kinh, một đằng nói rộng, một đằng nói đại lược. Cổ nhân bảo hai kinh ấy là Đại Bổn và Tiểu Bổn. Kinh này là kinh Đại Thừa. Cũng có kẻ nói, người niệm Phật có lẽ là có thể tu được một chút định. Họ cũng tu nhất tâm bất loạn, nhưng chẳng có huệ. Quý vị thấy ở đây là sung mãn trí huệ, chẳng có huệ sao được? Bởi lẽ, năm vị Phật ở phương Nam biểu thị sự tu huệ. Trong phần trước, năm vị Phật ở phương Đông biểu thị căn bản trong tu hành. Điều kiện tiên quyết là như như bất động. Đó là bất động giác, tức A Súc Bệ Phật. Trong danh hiệu của ba vị Phật đều có chữ Tu Di, nhằm biểu thị tự tánh, biểu thị ba thân, tức báo thân, pháp thân và ứng hóa thân. Cuối cùng, Diệu Âm Phật biểu thị phương pháp tu hành. Ý nghĩa này rất rõ rệt. Tuy nói học Phật là phước huệ song tu, nhưng huệ khẩn yếu hơn phước. Tu huệ chẳng tu phước, tuy cuộc sống có khó khăn đôi chút, nhưng chắc chắn là chẳng đọa lạc. La Hán thác không bát, tức La Hán ra ngoài khất thực, chẳng xin được thức ăn, thiếu phước mà. Chứng đắc quả A-la-hán, ngài có huệ, so với kẻ tu phước chẳng tu huệ vẫn tốt đẹp hơn quá nhiều. Tu phước chẳng tu huệ, vòi to đeo chuỗi ngọc, chẳng có trí huệ sẽ biến thành súc sanh có phước báo. Còn vòi to được quốc vương cởi, khắp thân vòi chắc đầy vàng bạc châu báu, chuỗi ngọc, rốt cuộc thì súc sanh vẫn là súc sanh. Điều này cho thấy người biết tu hành nhất định coi trọng huệ hơn phước, đó là đúng. Nếu coi trọng phước hơn huệ, sai mất rồi, phiền phức to lớn. Đương nhiên, phước huệ song tu là tốt nhất. Trong phước huệ song tu, phải nhớ thiên trọng huệ. Chớ nên thiên trọng phước. Thứ tự của sáu phương bao hàm ý nghĩa rất sâu. Chúng ta chọn đủ thái độ tu hành tốt đẹp, có mục tiêu tu học, thực hiện từ chỗ nào? Thực hiện từ huệ. Vì thế, chẳng phải là thực hiện từ phước, mà khởi sự từ huệ. Ý nghĩa này rất sâu. Trước hết, chúng ta xem Đại sư giải thích danh hiệu của năm vị Phật này như thế nào. Sớ, Nhật Nguyệt Đăng Giả, Đại Trí Vô Tận Cố. Sớ, Nhật Nguyệt Đăng là Đại Trí Vô Tận. Trí huệ ấy chẳng cùng tận, biểu thị ý nghĩa này. Sao, Đại Trí Vô Tận Giả. Sao, Đại Trí Vô Tận. Nói rõ Đại Trí Vô Tận là gì? Vì danh hiệu của Phật được kiến lập theo tỷ dụ. Sao, Nhật Chiếu Trú, Nguyệt Chiếu Dạ, Đăng Chiếu Nhật Nguyệt Chi Sở Bất Cập, Phổ Biến Kế Tục, Cánh Vô Cùng Tận. Sao, Mặt Trời Chiếu Ban Ngày, Mặt Trăng Soi Ban Đêm, Đèn Chiếu Những Chỗ Mặt Trời và Mặt Trăng Chẳng Soi Thấu, Nối Tiếp Trọn Khắp, Chẳng Có Cùng Tận. Mặt trời chiếu ban ngày, mặt trăng soi ban đêm, những chỗ mặt trời mặt trăng không chiếu tới, đèn bèn soi sáng, dùng nhật, nguyệt, đăng thì hết thảy đều được chiếu thấu. Dùng điều này làm tỷ dụ. Sao, Phật chi đại trí, hoành cắn thập phương, thù thông tam tế, phương do thị giả. Sao, đại trí của Phật theo chiều ngang cùng tột mười phương, theo chiều dọc thông suốt ba đời, cũng giống như thế đó. Thật giống như mặt trời, mặt trăng và đèn. Tỷ dụ trí huệ của Phật, mười phương ba đời không nơi nào chẳng chiếu, không lúc nào chẳng chiếu. Sao, hữu nhật quang phá ám, hữu bát nhã nghĩa, danh nhất thiết trí. Sao, ánh mặt trời lại trừ tối tâm, có ý nghĩa bát nhã, gọi là nhất thiết trí. Từ một tỷ dụ khác phối hợp với ba thứ trí để xét. Mặt trời có thể phá trừ tối tâm, sánh ví tối tâm như vô minh, hoặc ví như phiền não. Trí huệ có thể đoạn vô minh phiền não, giống như nhất thiết trí vậy. Sao, nguyệt dĩ thanh lương chiếu dạ, hữu giải thoát nghĩa, danh đạo chủng trí. Sao, mặt trăng dùng sự mát mẻ để chiếu ban đêm, có ý nghĩa giải thoát,
gọi là đạo chủng trí. Giải thoát là tự tại, biểu thị ý nghĩa đạo chủng trí. Sao đăng kế nhật nguyệt, thông hồ trú dạ, bất trụ nhị biên. Sao đèn nối tiếp mặt trời, mặt trăng, thông suốt ngày đêm, chẳng trụ vào hai bên. Ngày và đêm là nhị biên, hai bên đều chiếu, chẳng lệch về bên nào. Sao thì trung đạo đệ nhất nghĩa đế, hữu pháp thân nghĩa, danh nhất thiết chủng trí. Diễn đại trí vô tận, hữu nhị thích, sơ nhất nghĩa ước thụ cùng hoành biến thích, đệ nhị nghĩa ước tam đức, tam trí thích. Đức trí tương đối giả, dị nhất thiết trí, tức quán không chi trí, bát nhã tạo đảng chư pháp cố, đạo chủng trí, nải quán tục chi trí, giải thoát nải kiến lập chư pháp cố, nhất thiết chủng trí, quán trung đạo chi trí, pháp thân huýnh xuất nhị biên, tuyệt chư đối nải cố. Sao là trung đạo đệ nhất nghĩa đế, có ý nghĩa pháp thân gọi là nhất thiết chủng trí. Diễn đại trí vô tận có hai cách giải thích. Nghĩa thứ nhất là dựa theo ý nghĩa tột cùng theo chiều dọc và tròn khắp theo chiều ngang để giải thích. Nghĩa thứ hai là dựa theo tam đức và tam trí để giải thích. So sánh giữa đức và trí thì dùng nhất thiết trí, tức là cái trí để quán không, bát nhã quét sạch các pháp. Đạo chủng trí chính là trí để quán sát thế tục, giải thoát bèn kiến lập các pháp. Nhất thiết chủng trí là trí quán trung đạo, pháp thân vượt ngoài hai bên, dứt bặt các đối đãi. Có thể thấy danh hiệu này tràn đầy những ý nghĩa biểu thị pháp. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Chúng ta thường thấy, thường nghe danh hiệu và hình tướng của chư Phật Bồ Tát. Hãy thường xuyên cảnh giác chính mình, cảnh tỉnh chính mình. Đó là vô lượng công đức lợi ích. Biểu thị pháp rõ rệt nhất chính là Tứ Đại Thiên Vương. Họ là các vị Bồ Tát hộ pháp trong Phật môn. Hiểu sự biểu thị pháp thì mới thật sự có thể cảnh giác, nhắc nhở chính mình thời thời khắc khắc giác chứ không mê. Vị Phật thứ hai, Sớ, danh văn quang giả, danh xưng phổ văn, như quang viễn chiếu. Sớ, danh văn quang là danh tiếng vang khắp như ánh sáng chiếu xa, biểu thị ý nghĩa này. Sao, thật đại thanh hoàng, cố hữu danh xưng. Sao, có thực chất to lớn, đẹp đẽ, thanh danh sẽ rộng lớn, vì thế có tiếng tâm. Người Hoa nói là thật chí danh quy, nghĩa là có thực chất tốt đẹp sẽ có thanh danh. Thật là người ấy có đạo đức chân thật, có học vấn chân thật, có công đức chân thật, tự nhiên là người ấy sẽ rất nổi tiếng. Này chúng ta gọi danh văn là mức độ nổi tiếng. Quang là trí huệ, người ấy có trí huệ chân thật. Sao, phổ biến văn ư thập phương vô lượng thế giới, như nhật quang chiếu, vô sở bất bị. Diễn, thật đại thanh hoàng đẳng, danh giả thật chi tân giả. Phật ư tăng kỳ kiếp hải, tu vô lượng hạnh, cố danh xưng phổ biến văn ư thập phương. Sao, thanh danh vang vọng trọn khắp mười phương vô lượng thế giới, như ánh mặt trời soi chiếu, không đâu chẳng trọn. Diễn, có thực chất to lớn, đẹp đẽ, thanh danh sẽ rộng lớn, danh là khách của thực chất. Trong các tăng kỳ kiếp số nhiều như biển cả, Đức Phật đã tu vô lượng hạnh, cho nên tiếng tâm vang dội khắp mười phương. Nói theo tỷ dụ này, lại xem vị Phật thứ ba. Sao, đại diệm kiên giả. Sao, đại diệm kiên là kiên, vai, có nghĩa là gánh phát, hai vai. Sao, kiên biểu thị trí, diệm dụ chiếu diệu. Sao, kiên tức vai biểu thị hai trí. Diệm tức ngọn lửa, sánh ví sự chiếu rực. Hai trí là quyền trí và thật trí. Diệm là ngọn lửa, biểu thị trí huệ. Diệm sánh ví sự chiếu rực. Sao, nhị trí giả, quyền trí chiếu sự, thật trí chiếu lý. Diễn, quyền trí chiếu sự giả,
quán hành vạn hạnh, quán độ chúng sanh, tri pháp tri cơ, quán căn thọ pháp, xí nhiên phân biệt đẳng, thật trí chiếu lý giả, chánh niệm chân như, bất sanh phân biệt, ngôn ngữ đạo đoạn, trực khế vô vi, như trí bất nhị đẳng. Sao hai trí, tức quyền trí chiếu sự, thật trí chiếu lý. Diễn, quyền trí chiếu sự, rộng hành vạn hạnh, rộng độ chúng sanh, biết pháp, biết căn cơ, quán sát căn cơ để truyền trao pháp thích hợp, do vậy có sự phân biệt bừng bừng. Thật trí chiếu lý, chánh niệm chân như, chẳng sanh phân biệt, ngôn ngữ dứt bạc, trực tiếp khế nhập vô vi, như và trí bình đẳng chẳng hai. Thật trí là căn bản trí, quyền trí là hậu đắc trí. Trí huệ có hai loại. Kinh Bát Nhã thường nói, Bát Nhã vô tri, không gì chẳng biết. Vô tri chính là nói về căn bản trí, không gì chẳng biết là quyền trí. Ắt phải là vô tri thì lý mới hiện tiền. Hễ có tri, lý chẳng thể hiện tiền. Lý là chân như bản tánh, cũng là chân tâm tự tánh. Trong ấy chẳng thể có một niệm. Hễ khởi một niệm bèn là vô minh, ngăn che lý ấy chẳng thấy nữa. Nếu quý vị muốn thấy chân như bản tánh, nếu muốn thấy chân tâm thì phải có thật trí. Thật trí là vô tri. Nói thật ra, vô tri chính là tâm thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh đến mức tột bậc thì như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tịnh cực quang thông đạt, đó chính là thật trí. Trong cảnh giới ấy, thế gian và xuất thế gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, tâm giống như một tấm gương soi rành rẽ, rõ ràng. Trong ấy, xác thực là chẳng có khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước, cho nên người ấy hoàn toàn hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ, sẽ không gọi là vô tri, mà gọi là vô minh. Đã hiểu rõ vô minh, hiểu rõ là người ấy chẳng có tí ti phân biệt chấp trước nào, đó là vô tri. Khi khởi tác dụng, chẳng phải là chính mình dấy lên ý niệm ta sẽ khởi tác dụng. Chính mình khởi tác dụng chính là thật trí. Sở dĩ khởi tác dụng là do có người khác đến hỏi. Hễ người khác đến hỏi bèn không gì chẳng biết. Người khác chẳng hỏi thì là chẳng biết gì cả. Cảnh giới là như vậy đó. Nếu người khác chẳng hỏi mà chính mình cũng biết rất nhiều, hỏng rồi. Quý vị đã phá tan căn bản trí. Đích xác là ý cảnh này rất khó hiểu. Mọi người hãy chú tâm lãnh hội. Một niệm chẳng sanh mà hiểu rõ ràng, rành mạch, giống như tấm gương soi cảnh giới bên ngoài. Gương soi cảnh giới bên ngoài, nhưng nó chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Vì thế, chư Phật Bồ Tát dụng tâm giống như tấm gương vậy. Phàm phu chúng ta dụng tâm là vô minh, là một đống lộn xộn, điều gì cũng đều chẳng biết. Tới khắp nơi để nhìn, đến khắp nơi để học, những tri kiến học được vẫn là sai lầm, hoàn toàn chẳng phải là thật sự hiểu rõ, nảy sanh khá nhiều tri kiến sai lầm. Kinh gọi loại tri kiến ấy là tà tri tà kiến, chẳng phải là trí huệ. Trí huệ chân thật phải đạt được từ trong cái tâm thanh tịnh. Vì sao Phật Pháp coi trọng tu định như vậy? Chính là vì đạo lý này. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Trong huệ có hai loại. Một là thật trí, loại kia là quyền trí. Thật trí chiếu lý, quyền trí chiếu sự. Trong quyền trí có phân biệt, có giảng giải, mà cũng có chấp trước. Nhưng mọi người ngàn muôn phần đừng nảy sanh hiểu lầm. Trong giảng đường chúng tôi nói này nọ, có những người nghe xong nảy sanh hiểu lầm hết sức nghiêm trọng. Ví dụ như chúng tôi khuyên người học Phật để tiếp dẫn hàng sơ cơ. Trước kia thầy Lý dạy chúng tôi tiếp dẫn kẻ sơ cơ, chẳng khuyên họ ăn chay, chẳng khuyên họ thọ giới. Vì sao? Vì kẻ bình phàm nghe nói phải ăn chay sẽ chẳng học Phật, chẳng đến nữa. Vừa nghe nói phải thọ giới, họ cũng chẳng dám đến, bị dọa sợ nên bỏ đi. Vì thế, đối với kẻ mới học, bèn chẳng nói những chuyện ấy, cứ khuyên họ đến nghe kinh, khuyên họ đến học. Đối với chuyện ăn chay và trì giới, người ấy học Phật lâu ngày sẽ tự nhiên phát tâm. Vì thế, chớ nên khuyên kẻ sơ học những chuyện ấy. Thế mà có kẻ nghe xong bèn hiểu lầm.
nói pháp sư Tịnh Không chẳng đề xướng ăn chay, khuyên người ta ăn thịt, chê bai pháp sư Tịnh Không chẳng tuân thủ giới luật, oan uổng quá. Ở đây chúng tôi nói, trong quyền trí cũng có phân biệt, cũng có chấp trước. Người nghe dạy mấy hôm lại nói tôi ở đây giảng kinh nhằng nhít, giảng sai bét bè bè. Chư Phật Bồ Tát thuận theo sự phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, chẳng phải là chính các ngài có phân biệt. Chúng sanh đến hỏi, thưa pháp sư, trên tay thầy cầm vật gì đó? Quý vị đáp, ta không biết, thì thành ra thể thống gì nữa? Quý vị ai nấy đều nói, đây là tờ giấy, thì tôi cũng nói là tờ giấy. Thuận theo sự phiền não của quý vị mà phân biệt, thuận theo sự chấp trước của mọi người mà chấp trước. Do vậy ở đây, chấp trước mà chẳng chấp trước, phân biệt mà chẳng phân biệt. Phân biệt chấp trước vì hằng thuận chúng sanh, chẳng có sự phân biệt chấp trước của chính mình. Nói về phía chính mình thì xác thực là chẳng có phân biệt chấp trước. Đối với sự thọ dụng của chính mình thì là thật trí, vô tri. Xử sự đãi người tiếp vật, hết thảy đều hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vì thế khi tùy thuận bèn có phân biệt, có chấp trước. Nhưng phải ghi nhớ, chẳng phải là thật sự có. Thật sự có thì sai mất rồi, sẽ chẳng có trí huệ. Nói theo phía bản thân người ấy thì chẳng có. Nhưng xét theo chỗ cùng khởi tác dụng với mọi người thì dường như là có. Ý nghĩa là như vậy đó. Quyết định chớ nên nghe sai. Vì thế quyền trí là nhằm ứng phó đại chúng, nhằm hằng thuận chúng sanh. Sao? Sự lý bỉnh nhiên song chiếu bất muội. Diễn: sự lý bỉnh nhiên song chiếu bất muội giả, chánh quyền trí chiếu sự thời, tức thật trí chiếu lý, xí nhiên phân biệt nhất thiết pháp, ư đệ nhất nghĩa nhi bất động. Chánh thật trí chiếu lý thời, tức quyền trí chiếu sự, tâm ngoại vô pháp, mãn mục thanh sơn. Sao? Sự và lý rạng ngời cùng chiếu chẳng lầm lạc. Diễn: sự và lý rạng ngời cùng chiếu chẳng lầm lạc. Ngay trong khi quyền trí chiếu sự chính là thật trí chiếu lý, bừng bừng phân biệt hết thảy các pháp, nhưng đối với đệ nhất nghĩa vẫn bất động. Ngay trong khi thật trí chiếu lý chính là quyền trí chiếu sự, ngoài tâm chẳng có pháp, mắt thấy núi xanh đầy dãy, trong tâm của chính mình chẳng sanh một niệm, thế mà thấu hiểu rành mạch rõ ràng. Có người đến hỏi bèn giải thích rành rẽ, chẳng sai lầm tí nào. Giống như chư Phật thuyết pháp cho chúng sanh, ứng theo căn cơ để nói, có thể khiến cho chúng sanh ai nấy đều được lợi ích. Đó là song chiếu bất muội. Sao? Như lưỡng kiên phát diệm cố. Sao? Giống như hai vai tỏa sáng. Giống như hai bả vai phóng quang. Sao? Hữu thử nhị trí, hà đảm nhất thiết Phật pháp, hữu kiên nghĩa cố. Diễn: hà đảm nhất thiết Phật pháp giả, nhất thiết Phật pháp bất xuất nhị đế, nhị trí năng đảm viết đại diệm kiên Phật giả. Sao? Lại nữa, hai trí ấy gánh vác hết thảy Phật pháp, nên có ý nghĩa như cái vai. Diễn: gánh vác hết thảy Phật pháp, hết thảy Phật pháp chẳng ngoài nhị đế, hai trí có thể gánh vác bèn gọi là đại diệm kiên Phật. Do hai thứ trí huệ ấy thì mới có thể gánh vác sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của Như Lai. Chư vị phải biết, thật trí nhằm độ chính mình, giống như tâm kinh đã nói, chiếu kiến ngũ uẩn đều không, vượt qua hết thảy khổ ách, đó là thật trí. Quyền trí để độ chúng sanh, quyền trí nhằm giúp đỡ và chỉ dạy hết thảy chúng sanh. Quyền trí và thật trí giống như hai vai gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Gia nghiệp của Như Lai là tự độ, độ người. Vị Phật thứ tư: sớ, tu di đăng giả, tu di vi đăng, chiếu tướng thiên hạ, Phật quang quảng chiếu, diệt như thị cố. Sớ, tu di đăng, tu di làm đèn, chiếu tướng thiên hạ, Phật quang chiếu rộng khắp cũng giống như thế. Tu Di là tỷ dụ. Trong một đơn vị thế giới, núi Tu Di cao lớn nhất, sánh ví núi Tu Di như đèn. Nếu thắp sáng ngọn đèn ấy
sẽ chiếu trọn khắp một tứ thiên hạ, vì nó ở trung tâm thế giới này, là chót đỉnh cao nhất, dùng theo ý nghĩa này. Sao? Tu di phi đăng giả, như vân tu di vi bút, tu di phi trùy đẳng, cực ngôn đăng lượng chi quảng đại giả. Sao? Tu di làm đèn là như nói tu di làm bút, tu di làm phồ, vân vân, nhằm cực lực diễn tả sự rộng lớn của đèn. Đây là tỷ dụ. Sao? Tu di tại trung, quang chiếu tứ bộ. Sao? Núi tu di ở chính giữa, chiếu sáng bốn đại bộ châu. Kinh thường nói tới bốn đại bộ châu. Sao? Phật dĩ trung đạo đại trí, chiếu chư chúng sanh như tu di đăng giả. Sao? Phật dùng đại trí trung đạo để chiếu các chúng sanh như đèn tu di vậy. Danh hiệu tu di đăng Phật nhằm tỉ dụ quang minh của Phật chiếu trọn khắp. Sao? Nhiên duy ma kinh ngôn, tu di đăng phương Phật, thân cao bát vạn tứ thiên do tuần, nhi cứu kỳ quốc độ, nải đông phương quá tam thập lục hằng hà sa thế giới, kim tài nam phương, dĩ Phật đồng danh giả chúng cố. Sao? Nhưng kinh duy ma nói tu di đăng phương Phật, thân cao 84,000 do tuần, xét ra cõi nước ấy ở phương đông vượt quá thế giới Sa Bà 36 hằng hà sa thế giới. Này kinh này nêu tên Đức Phật này ở phương Nam là do chư Phật có cùng danh hiệu rất nhiều. Đây là sự thật. Đức hạnh tương đồng, hạnh nguyện tương đồng, danh hiệu bèn tương đồng. Vì chư Phật Bồ Tát chẳng có danh hiệu. Danh hiệu do đâu mà có? Có khi là do đức năng mà có, có khi là từ sự ứng hóa chúng sanh mà kiến lập. Chúng ta phải hiểu điều này. Phật Bồ Tát chẳng có danh hiệu nhất định. Giống như danh hiệu của Đức Bổn Sư là Thích Ca Mâu Ni. Vì sao Ngài kiến lập danh hiệu Thích Ca Mâu Ni? Là do được kiến lập dựa trên tông chỉ và mục tiêu giáo hóa chúng sanh trong thời kỳ này và trong khu vực này. Nói cách khác, được kiến lập dựa theo tông chỉ giáo dục của Ngài. Người trong thế giới này thiếu khuyết lòng từ bi, cho nên Ngài dùng danh hiệu Thích Ca. Ý nghĩa thứ nhất, Thích Ca là tiếng Phạn, có nghĩa là nhân từ. Đề xướng giáo dục nhân từ có ý nghĩa này. Thứ hai, chúng sanh trong thế giới này tâm ô nhiễm chẳng thanh tịnh, cho nên dùng chữ Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là tâm thanh tịnh. Có thể thấy danh hiệu này được Ngài sử dụng trong giai đoạn này là tông chỉ giáo học trong khu vực này mà thôi, có ý nghĩa như thế. Đấy chẳng phải là tên vốn có của Ngài. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật, bốn chữ Thích Ca Mâu Ni sẽ chẳng dùng được. Vì sao? Vì người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới ai nấy đều nhân từ, ai nấy đều thanh tịnh. Danh hiệu ấy há có tác dụng gì? Vô dụng. Nhất định là phải thay đổi danh xưng, phải đổi thành Vô Lượng Giác. A Di Đà Phật dịch nghĩa là Vô Lượng Giác, như vậy mới đúng. Do vậy có thể biết danh hiệu của Phật Bồ Tát đến một nơi nào đó liền biến đổi khác hẳn. Giống như người trong thế gian này, một người lắm tài diệu nghề vào trường dạy học, dạy môn quốc văn, người ta gọi người ấy là thầy giáo quốc văn. Đến trường nọ dạy tiếng Anh, người ta gọi người ấy là thầy dạy Anh văn. Đến ngôi trường thứ ba dạy toán thì người ta gọi người ấy là thầy dạy toán. Danh xưng của người ấy thay đổi. Thật ra những danh xưng ấy đều chẳng phải là tên của chính người ấy. Danh hiệu của chư Phật Bồ Tát cũng giống như vậy. Vì thế những vị Phật Bồ Tát đồng danh đồng hiệu quá nhiều. Như trong thế giới của chúng ta mà hỏi thầy dạy quốc văn là ai? Thầy dạy quốc văn quá nhiều, người có cùng danh hiệu quá nhiều. Tu Di Đăng Phương Phật được nói trong kinh Duy Ma ở phương Đông. Trong kinh Di Đà, Đức Thế Tôn giới thiệu Tu Di Đăng Phương Phật là vị Phật ở phương Nam. Có thể thấy là danh hiệu Phật giống nhau, nhưng là hai vị khác nhau, chẳng phải là cùng một vị. Vị Phật thứ năm, Sớ Vô Lượng Tinh Tấn Giả, tinh tấn giải kiến tự phần. Sớ Vô Lượng Tinh Tấn, xem lời giải thích chữ tinh tấn trong phần tự. Đã giải thích trong phần trước, chữ tinh tấn đã được giải thích
khi nói về thường tinh tấn Bồ Tát. Sớ, đảng bỉ ngôn thường, sớ, nhưng trong phần ấy chỉ nói là thường. Trong phần trước là thường tinh tấn Bồ Tát, ở đây là vô lượng tinh tấn, sai biệt ở điểm này. Sao, vô lượng nhị nghĩa, sao, vô lượng gồm hai nghĩa, vô lượng có hai nghĩa. Sao, nhất giả, thời vô lượng, tức thị thường nghĩa. Nhị giả, sự vô lượng, tự lợi lợi tha, trí hạnh vô biên cố. Sao, một là thời vô lượng, tức là ý nghĩa thường. Hai là sự vô lượng, do tự lợi lợi tha, trí hạnh vô biên. Năm vị Phật này biểu thị trí huệ. Nhật Nguyệt Đăng Phật biểu thị trí huệ viên mãn rốt ráo. Vì trí huệ ấy không gì chẳng chiếu, chẳng có chỗ nào không chiếu đến. Trí huệ viên mãn chính là điều chúng ta mong cầu, mà cũng là mục tiêu chung, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác như kinh đã dạy. Biểu thị điều này, tức là điều chúng ta mong cầu, đấy chính là nói rõ, tu hành thì lấy việc cầu trí huệ làm quan niệm chánh xác nhất. Cầu huệ từ chỗ nào? Cầu huệ từ định, cầu từ tâm thanh tịnh. Làm thế nào để có thể đắc tâm thanh tịnh? Tâm thanh tịnh do trì giới mà có. Trì giới là như thế nào? Trì giới là phải tuân theo những điều Phật răn dạy. Đức Phật dạy chúng ta làm như thế nào, bèn làm như thế đó. Đấy là trì giới. Trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Thiền Đạo Đại Sư chú giải phần Thượng Phẩm Thường Sanh Chương có nói mấy câu hết sức hay. Đức Phật bảo chúng ta bỏ, chúng ta bỏ ngay. Đức Phật bảo chúng ta giữ, chúng ta liền giữ. Đức Phật bảo chúng ta bỏ thế giới Sa Bà, chúng ta bỏ ngay. Đức Phật bảo chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta liền vân giữ. Đó là đúng, hoàn toàn vân theo lời Đức Phật chỉ dạy. Tâm chúng ta định, như thế thì mới có thể đắc định. Do định mới có thể khai huệ. Nếu chẳng đi theo đường lối này, muốn khai huệ sẽ chẳng dễ dàng, quá khó khăn. Vì sao chúng tôi nói khẳng định là khó khăn như vậy? Khó khăn là vì tâm người ấy loạn, vọng tưởng nhiều, phân biệt nhiều, chấp trước nhiều. Lấy đâu ra trí huệ? Lấy đâu ra cái tâm thanh tịnh? Chúng ta biết đạo lý này, biết sự thật này, tự nhiên sẽ khẳng định. Tu hành mà trí huệ thấu lộ thì mới được coi là có thành tích. Nhà Phật thường nói, phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng. Vọng tưởng và phiền não của chúng ta mỗi năm một nhẹ hơn, trí huệ nhất định là mỗi năm một tăng trưởng. Phiền não và trí huệ giống như quang minh và hắc ám. Quang minh nhiều thêm một phần thì hắc ám bớt đi một phần. Hắc ám nhiều thêm một phần thì quang minh ít đi một phần. Phiền não nhiều, trí huệ ít đi. Trí huệ nhiều thì phiền não bèn ít đi. Đó là đạo lý nhất định. Từ chỗ này có thể trắc nghiệm sự thành tựu trong việc tu hành của chính mình. Nếu thật sự là phiền não mỗi năm một ít hơn, vọng tưởng ít đi, bớt vướng mắc, bớt ưu lự, tâm thanh nhàn tự tại, trí huệ tăng trưởng, đó là hiện tượng công phu đắc lực, là cảnh giới tốt đẹp. Nếu chẳng vậy thì nhất định phải quay lại nghiêm túc kiểm điểm phản tỉnh. Nhất định là chính mình tu hành đã phạm sai lầm. Nếu không, nhất định sẽ đạt được hiệu quả ấy. Chẳng đạt được hiệu quả là do chúng ta tu hành sai lầm. Khi tu huệ có chút thành tựu, cũng là lúc có đôi chút tiến tâm, khi ấy là một giai đoạn hết sức nguy hiểm. Vì sao? Vì rất dễ dàng đọa lạc trong tiến tâm lời dưỡng. Đó là sự thật. Bao nhiêu người xưa nay trong ngoài nước đến giai đoạn ấy đã bị đọa lạc. Vì thế trong giai đoạn ấy phải đặc biệt đề cao cảnh giác, phải có thể bỏ tiến tâm lợi dưỡng. Tuy có tiến tâm, mà nếu có thể buông bỏ tiến tâm, trong tâm chẳng vương vấn, biết sự thành tựu thật sự đối với chính mình hãy còn là một nẻo đường xa vời vợi. Hễ dậm chân ở chỗ này sẽ chẳng tiến lên, sẽ bị đọa lạc. Vì thế phải có sự cảnh giác rất sâu, chớ để danh tiếng tổn hại chính mình. Tiến thêm bước nữa là nâng cao cảnh giới của chính mình, đó là quyền trí và thật trí hiện tiền. Khi ấy có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai,
có thể thực hiện sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, có thể thấy toàn là trí huệ, chẳng lìa khỏi trí huệ. Tu Di Đăng Phật biểu thị chuyển thức thành trí, phá mê khai ngộ. Không chỉ là chính mình thành tựu, mà cũng có năng lực giúp đỡ người khác phá mê khai ngộ. Vị Phật cuối cùng dạy chúng ta phương pháp tu hành trọng yếu ở chỗ tinh tấn. Chúng ta phải coi trọng hai chữ ấy. Tấn là tiến bộ, mong cầu tiến bộ không ngừng. Sự tiến bộ ấy phải tinh thuần. Nói cách khác, chẳng phải là tạp tấn, chẳng phải là loạn tấn. Người thế gian cũng cầu tiến bộ, nhưng chẳng thuần, chẳng rồng rặc. Học rất nhiều, học rất tạp. Tạp tấn và loạn tấn kiểu đó chẳng thể thành tựu gì, chẳng có ích gì cho định và huệ. Nếu nói đến chỗ tốt đẹp của tinh tấn kiểu đó, thì có thể nói là người ấy kiến thức rất rộng, thường thức phong phú. Nói khó nghe một chút sẽ là vọng tưởng rất nhiều, tạp niệm rất nhiều, phân biệt chấp trước rất nhiều. Nói cách khác, quả báo sẽ là vẫn phải luân hồi, cho nên chẳng có ích gì hết. Tấn là phải tinh tấn trọng yếu lắm. Muốn thành tựu trí huệ chân thật phải là vô lượng tinh tấn. Ý nghĩa của vô lượng tinh tấn là tinh tấn chẳng có giới hạn, mang ý nghĩa ấy. Chẳng thể nói là đạt đến một giai đoạn nào đó bèn tự mãn, mà phải là vĩnh viễn tinh tấn chẳng có giới hạn. Đó là căn bản trong phương pháp tu học. Sớ, xứng lý, tắc tự tánh quang minh bất khả tận, thì nam phương hằng xa Phật nghĩa. Sớ, xứng lý thì tự tánh quang minh chẳng thể trọn hết là ý nghĩa phương nam có Phật nhiều như số cát trong sông Hằng. Phương nam biểu thị quang minh. Sao? Nam phương vi ly, ly vi hỏa. Diễn: nam phương vi ly giả, dịch vân, ly giả giả, minh giả, vạn vật giai tương kiến, nam phương chi quái giả. Sao? Phương nam thuộc quẻ ly, ly là lửa. Diễn: phương nam thuộc quẻ ly, kinh dịch nói ly có nghĩa là sáng. Mọi vật trong thế nhau là quẻ thuộc về phương nam. Trong bát quái, phương nam tương ứng quẻ ly, ly là lửa. Sao? Hỏa nội ám nhi ngoại minh. Diễn: hỏa nội ám nhi ngoại minh giả, ly lệ giả, nhất âm lệ ư nhị dương chi trung, kỳ tượng vi hỏa, thể âm nhi dụng dương giả. Sao? Lửa thì trong tối ngoài sáng. Diễn: lửa thì trong tối ngoài sáng, ly là sáng rực, một âm sáng rực trong hai dương. Tượng của ly là hỏa, tức bản thể của quẻ ly là âm, mà tác dụng của nó là dương. Nội ám biểu thị thật trí vô tri, bát nhã vô tri. Ngoại minh biểu thị quyền trí, biểu thị không gì chẳng biết. Sao? Thị tịch nhi thường chiếu giả. Sao là tịch mà thường chiếu. Thật trí là tịch, là tâm thanh tịnh. Sao? Chân tri bất muội. Sao? Hiểu biết chân thật chẳng sai lầm. Chân tri là thật trí. Sao? Linh diệm hà cùng. Sao? Linh minh giác tri rạng ngời, há có cùng tận. Linh là linh minh giác tri, diệm là tỷ dụ trí huệ. Đại dụng tức tác dụng to lớn của linh minh giác tri chẳng có cùng tận. Sao? Hoa nghiêm quang minh giác phẩm ngôn. Sao? Phẩm quang minh giác trong kinh Hoa Nghiêm có nói. Đây cũng là một phẩm trọng yếu của kinh Hoa Nghiêm. Sao? Như Lai quang minh quá nhất thế giới. Sao? Quang minh của Như Lai vượt trội một thế giới. Quá là vượt qua, một thế giới là một tam thiên đại thiên quốc độ. Sao? Thập thế giới. Sao? Mười thế giới, vượt qua mười đại thiên thế giới. Sao? Nại chí bất khả thuyết thế giới. Sao? Cho đến bất khả thuyết thế giới. Quang minh của A Di Đà Phật vượt trội vô lượng vô biên thế giới của chư Phật. Sao? Giai thị tự kỷ tâm quang giác chiếu, nhất thiết bất tùng ngoại đắc. Sao? Đều là tâm quang của chính mình giác chiếu, hết thảy chẳng do từ bên ngoài mà có.
Quang minh nhỏ bèn chiếu một thế giới, lớn thì chiếu vô biên thế giới. Đó là chuyện như thế nào? Liên quan đến cái tâm thanh tịnh, liên quan đến hoằng nguyện độ sanh. Dựa vào đâu mà nói là có liên quan đến tâm thanh tịnh? Thứ nhất, chúng ta nói tới Phật thì Tông Thiên Thai bảo có bốn loại Phật là Tạng, Thông, Biệt, Viên. Tạng giáo Phật vẫn chưa kiến tánh, đương nhiên là có quang minh, nhưng quang minh nhỏ bé. Thông giáo Phật thù thắng hơn Tạng giáo Phật một chút, vẫn chưa kiến tánh. Biệt giáo Phật bằng Bồ Tát thuộc địa vị nhị hạnh trong viên giáo, phá 12 phẩm vô minh. Vô minh có 41 phẩm, biệt giáo Phật mới phá 12 phẩm, cho thấy tâm vị Phật này có chỗ thanh tịnh và chỗ chẳng thanh tịnh. Đạt đến viên giáo Phật sẽ là thanh tịnh tối cực. Biệt giáo Phật vẫn chưa thanh tịnh, do vậy quang minh lớn hay nhỏ khác nhau. Thứ hai, tuy cùng là viên giáo Phật, tự thọ dụng hoàn toàn như nhau, tức là thật trí hoàn toàn tương đồng, tác dụng của quyền trí sẽ khác nhau. Tác dụng của quyền trí khác biệt là do chư Phật lúc tu nhân đã phát nguyện độ sanh khác nhau. A-di-đà Phật phát nguyện phổ độ hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Nguyện ấy quá lớn, hết thảy chúng sanh chẳng sót một ai. Đối với chúng sanh trong hết thảy các thế giới của chư Phật, Ngài đều muốn độ, phát nguyện to lớn dường ấy. Có những vị khi tu nhân phát nguyện, ta muốn độ chúng sanh trong một đại thiên thế giới. Chỉ độ chúng sanh trong một đại thiên thế giới thì nguyện ấy nhỏ nhoi, sai biệt là ở chỗ này. Chẳng phải là do năng lực của các ngài có sai biệt, chẳng phải là do trí huệ của các ngài có sai biệt, mà là do các ngài kết duyên cùng chúng sanh có sai biệt. Phát nguyện trong lúc tu nhân chính là kết duyên cùng chúng sanh. Duyên được kết khác nhau. Nếu quý vị mong trong tương lai làm Phật, quang minh sẽ vượt trỗi một thế giới hoặc 10 phương thế giới, cho đến bất khả thuyết thế giới. Nay quý vị phải phát tâm rộng lớn, phải kết pháp duyên rộng rãi cùng hết thảy chúng sanh, cho đến lúc quý vị thành Phật, quang minh của quý vị bèn vượt trỗi vô lượng chư Phật quốc độ. Đạo lý là như vậy đó. Xác thực là chân tâm của chính mình vốn sẵn có quang minh từ nơi trí huệ bát nhã. Quyết định chẳng phải là do bên ngoài mà có. Bên ngoài thứ gì cũng chẳng có. Kinh Lăng Nghiêm đã nói rất hay: viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Tức viên mãn bồ đề trở về chỗ không có gì để đạt được. Những gì quý vị đạt được toàn là vốn sẵn có trong tự tánh. Bất quá khi ấy sẽ là hoàn toàn chẳng có chướng ngại, chính mình ứng dụng tự tại. Sao cố viết: ngã kiến đăng minh Phật, bổn quang thụy như thử. Diễn bổn quang thì chúng sanh bổn lai khửu thử quang minh giả. Sao vì thế nói: ta thấy quang minh nơi bản tánh của đăng minh Phật tốt lành như thế. Diễn bổn quang nghĩa là chúng sanh vốn có quang minh ấy. Kinh nói: ta thấy đăng minh Phật Như Lai, bổn quang là quang minh từ bản tánh của chính mình. Phật do đâu mà có? Phật vẫn là do tự tâm của chúng ta biến hiện. Không chỉ Tây phương Cực Lạc thế giới là duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, mà 10 phương hết thảy các cõi Phật đều là duy tâm sở hiện, đều là tự tánh sở biến. Thân thể của chính mình trong hiện tiền, không gian sống đang vây quanh chúng ta trong hiện thời, hết thảy đều là duy tâm sở hiện, tự tánh sở biến. Lìa khỏi tự tánh sẽ chẳng có một pháp nào để có thể đạt được. Vì thế tu học Phật pháp chẳng có gì khác, chỉ là chứng thực tự tánh mà thôi. Kinh: các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Kinh: mỗi vị đều ở trong nước mình, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đọc kinh văn này phải dùng tâm tình chí thành cung kính, muôn phần cảm tạ để lãnh nhận. Vô lượng vô biên chư Phật Như Lai ở phương Nam, ở trong cõi của chính mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, vì hết thảy chúng sanh giới thiệu Tây phương tịnh độ, khuyên dạy đại chúng niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Đấy là một đại sự cảm động dường ấy, mỗi vị Phật trong chư Phật. Kinh: thuyết thành thật ngôn,
nói lời thành thật, đều khuyến cáo chúng ta như vậy. Kinh Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tín Thị, kinh Chúng Sanh Các Ngươi Hãy Nên Tin Tưởng Điều Này. Chữ thị của bộ kinh này, trong bộ kinh này, đối với những lời giới thiệu của Đức Phật, chúng ta phải thực sự tin tưởng. Tin tưởng bộ kinh này là kinh Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, nghĩa là kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm. Trong phần trước, đoạn này đã được giảng hết sức cặn kẽ, đã hiểu rõ ý nghĩa được nêu ra trong phần trước. Mỗi lần niệm đến đoạn kinh văn này, chúng ta sẽ bị cảm động rất sâu, nhất định là cảm kích vô tận. Đức Phật rát miệng buốt lòng khuyên dạy chúng ta như vậy. Duyên phận của chúng ta trong một đời này đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Có thể gặp kinh độ chúng sanh bậc nhất của chư Phật. Do bộ kinh này, chúng ta quyết định vãng sanh bất thoái thành Phật trong một đời này. Tam Tây Phương. Kinh Xá Lợi Phất. Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Ba Phương Tây. Kinh Xá Lợi Phất. Thế giới ở phương Tây có vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, các vị Phật như thế nhiều như số cát trong sông Hằng. Trong phương Đông và phương Nam thuộc phần trên, chúng ta thấy có danh hiệu của năm vị Phật. Phương Tây có danh hiệu của bảy vị Phật. Bảy là biểu thị sự viên mãn. Tây Phương biểu thị sự tu phước. Sau khi đã tu huệ, đối với phước báo cũng trở nên vứt bỏ. Chúng ta thường nói phước huệ song tu. Vì người thế gian rất coi trọng phước, coi phước quan trọng hơn huệ. Đức Phật tùy thuận thế đế, nghĩa là tùy thuận thế tục mà nói phước huệ song tu. Ở đây chẳng tùy thuận tục đế, mà là tùy thuận chân đế. Tùy thuận chân đế thì phải xếp huệ ra trước, xếp phước đằng sau. Bảy biểu thị phước báo viên mãn có ý nghĩa này. Vị Phật thứ nhất là vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ Phật ở đây rốt cuộc có phải là A-di-đà Phật hay không? Hay là một vị đồng danh đồng hiệu với A-di-đà Phật? Kinh này chẳng nói rõ ràng. Có lẽ là hai ý nghĩa ấy đều có. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới vô lượng thọ Phật. Nói như vậy hợp lẽ, vì ở đây chẳng phải là vô lượng thọ Phật tự tán thán chính mình. Thật ra, vượt ngoài phương Tây còn có phương Tây xa hơn nữa. Trong các thế giới ở phương Tây có vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Tôi tin là những vị đồng danh đồng hiệu với A Di Đà Phật chắc chắn là không ít. Nói theo sự thật này thì cũng hợp lẽ. Liên Trì Đại Sư đã gộp chung hai ý nghĩa này. Cả hai ý nghĩa đều có. Tu phước, chư vị phải biết, thọ mạng là phước bậc nhất. Trong phước báo, thọ mạng được xếp hàng đầu. Quý vị có vô lượng của cải, có địa vị cao ngất ngưỡng, mà nếu chẳng có thọ mạng, chết sớm, chẳng phải là hết thảy đều rỗng tuếch hay sao? Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đã nói là thứ gì cũng chẳng mang theo được. Nhất định là phải có trường thọ thì mới có thể thực sự hưởng thụ phước báo và trí huệ. Vì thế, thọ mạng được xếp hàng đầu trong phước báo. Thọ mạng là phước bậc nhất. Từ xưa tới nay, những vị đại đức đều nói, vô lượng thọ là điều đạt được bậc nhất khi chúng sanh sanh vào Tây Phương. Vì đạt được vô lượng thọ, hết thảy đều đạt được. Vì sao để thành Phật trong thế giới này, chúng ta phải tốn ba đại A Tăng kỳ kiếp? Ba đại A Tăng kỳ kiếp thì chẳng biết là đã phải trải qua sanh tử luân hồi bao nhiêu lần. Đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đối với chúng ta mà nói thì ba đại A Tăng kỳ kiếp chẳng hề bận lòng mảy may. Vì sao? Vì bản thân chúng ta đã có thọ mạng vô lượng. Ba đại A Tăng kỳ kiếp so với vô lượng thọ mà nói, thời gian ấy rất ngắn ngủi tạm bợ. Ví như quý vị có tuổi thọ 100 năm, học pháp này chỉ cần thời gian 3 ngày bèn thành công.
đấy không phải là đối với chuyện chẳng nhẹ nhàng mà thực hiện dễ dàng ư? Thọ mạng là điều đạt được bậc nhất. Nhất định phải hiểu rõ điều này. Chứ tu các pháp môn khác, quý vị sẽ chẳng đạt được thọ mạng dài lâu như thế. Chỉ cậy vào một điều này, một lợi ích này, một ưu điểm này, chúng ta bèn quyết định phải đến Tây Phương. Đã có thọ mạng, những chuyện khác đều dễ dàng thực hiện. Học vô lượng pháp môn chẳng khó, vì có đủ thời gian mà. Thế giới này thọ mạng ngắn ngủi, học thứ gì chúng ta cũng đều cảm thấy chẳng đủ thời gian, chẳng có cách nào thành tựu. Những điều này đều là sự thật, chúng ta chớ nên không biết. Hôm nay chúng tôi nói tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.